Và sau đây, kính xin đồng bào cho tôi nói chuyện với Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và cũng như nói chuyện với Hội đồng Giám mục Việt Nam và đồng thời nói chuyện với vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Kính thưa quý vị, tài sản của quý vị có được bao nhiêu? Tài sản đó có phải là của những người dân làm ra hoặc là do một số quý vị tham nhũng bán đất, bán biển và bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân? Hoặc là do tiền dân cúng mồ hôi nước mắt, thời giờ quý báu của người dân? Và giờ đây quý vị, các cơ sở của quý vị cũng như tài sản riêng tư của quý vị đã quá nhiều. Quý vị cất trong ngân hàng, quý vị mua cổ phần ở nước ngoài, quý vị đầu cơ tích trữ, quý vị tiếp tục tích trữ đầu cơ, hoặc là quý vị cất đó để dùng chi tiêu cho những công việc cần thiết mà thông thường là các cơ sở tôn giáo làm thế. Nói cho cùng là tất cả, hầu hết quý vị, phải nói là tất cả các đại diện các tôn giáo và cũng như Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và vây cánh Nguyễn Tấn Dũng, các người đã và đang có quá nhiều tiền. Thế thì các người cần làm gì đối với sự kêu gọi của Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh linh, anh hùng, hồn tử sĩ đã hiện ra trên mây ban sấm lệnh cảnh cáo và cảnh báo cho quý vị được biết là hãy mau mắn chấp hành. Thông báo và gửi gắm những sấm lệnh này cũng như những phép lạ này đến tận tai mỗi người trên quả địa cầu được biết và được có gấp. Thế thì quý vị đã làm chưa và sẽ làm gì nếu quý vị chưa làm đối với những sấm lệnh này và đối với những phép lạ này mà Thượng Đế Toàn Năng gián tiếp ra lệnh cho tôi gửi sấm lệnh này đến cho quý vị qua truyền thông, truyền hình, Internet, YouTube. Nếu quý vị chưa làm thì hãy mau mắn chấp hành. Bởi vì không một ai trong chúng ta chạy khỏi lưới của ông trời. Lưới trời không ai chạy thoát. Quý vị nhận diện được hình ảnh Cha Trời Giê-xu.
Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu đã hiện ra trước rồi sau đó ngài cho khuôn mặt anh hùng chiến sĩ hồn tử sĩ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình và những kẻ ác tham quyền cố vị, tham nhũng hối lộ, độc tài, những kẻ giàu có, ích kỷ sẽ lần lượt lập công chuộc tội gấp hoặc là những cái đó lần lượt sẽ bị thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt đi và sẽ giam cầm những kẻ không thực sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đây là hình ảnh trắng đen, khuôn mặt của hàng triệu triệu anh hùng hồn tử sĩ đã hiện ra trên mây bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý hương hồn anh hùng hồn tử sĩ. Với đầy quyền năng của Thượng Đế ban cho và sẵn sàng tiêu diệt những kẻ cố chấp kiêu ngạo, khinh thường sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng mà tôi đã miệt mài thông báo bấy lâu nay. Quý vị nghĩ như thế nào? Nhất là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vây cánh Nguyễn Tấn Dũng và bọn cầm đầu Tàu Cộng sẽ đối diện với hàng triệu 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 hồn tử sĩ, anh linh, chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam và cũng như tất cả những anh hùng chiến sĩ, hồn tử sĩ trận vong đã hy sinh ở khắp mặt trận trên quả địa cầu sẽ cùng nhau đồng lòng tiêu diệt bọn cầm đầu Trung Cộng và cũng như tiêu diệt bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay, cũng như triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong này sẵn sàng tiêu diệt những kẻ đầu cơ tích trữ tư bản xanh tư bản đỏ, gây chiến tranh bán vũ khí mà cũng như gây chiến tranh để bán cổ phần làm xáo trộn cộng đồng thế giới bấy lâu nay. Và đây là hình mẫu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Và đây là hình mẫu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Quý vị học hỏi được gì về những phép lạ này? Hãy nhìn bằng cặp mắt tâm linh, hiền hòa, sám hối, khẩn cầu cùng thế giới thiên loại. Ngõ hầu nhờ đó mà thế giới thiên loại mới mở mắt tâm linh của quý vị ra. Để mà nhờ đó mà quý vị mới có thể nhìn thấy và học hỏi về những sấm lệnh và những phép lạ cảnh báo khẩn cấp ban cho quý vị
Tôi dùng chữ ban cho nhé. Tôi dùng chữ ban cho là bởi vì nếu mà Thượng Đế không còn thương xót quý vị thì Thượng Đế không cho tỏ ra những hình ảnh phép lạ này và những sấm lệnh này và bảo tôi gửi đến cho quý vị. Thượng Đế còn thương quý vị. Đó là lý do tại sao Thượng Đế mới ban những sấm lệnh và những phép lạ này cho quý vị học hỏi và mau mắn sám hối, lập công chuộc tội khi mà quý vị còn có cơ hội. Quý vị nên nhớ là thế giới siêu nhiên có thể đến và bắt linh hồn quý vị bất cứ lúc nào, cũng như có thể đến bắt linh hồn tôi về trình diện Thượng Đế bất cứ lúc nào. Thì đương nhiên Thượng Đế chắc chắn có thừa quyền năng để bắt linh hồn của quý vị về trình diện Ngài bất cứ lúc nào. Quý vị cần cho đám lãnh đạo Trung Cộng biết về những sấm lệnh này, bởi vì chính họ cũng cần được biết gấp. Vì khi cơ trời chuyển trong những ngày tháng năm sắp tới, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, khi mà Thượng Đế nắn quả địa cầu lại, thì đất nước Trung Cộng sẽ có một phần đất sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, và cũng như một phần đất ở Nga Xô sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, và sẽ có một số quốc gia cũng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, và thế giới sẽ lâm vào cảnh rối ren, đói khát, xáo trộn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và lúc đó người dân bản xứ ở tại các nước trên quả địa cầu sẽ đồng lòng đứng lên đòi quyền căn bản, công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Thì lúc đó là lúc mà những kẻ quyền thế giàu có, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài sẽ bị xử tội bởi những người dân bản xứ ở tại đất nước của họ. Và đương nhiên, quý vị sẽ đối diện với cuộc sống thật là khó khăn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt khi những sự việc đó xảy ra. Và những sự việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì những phép lạ đã hiện ra trên mây cảnh báo trước. Thượng Đế không bao giờ ích kỷ hết. Thượng Đế lúc nào cũng răn dạy, cảnh báo, thậm chí có những lúc nan nỉ van xin con cái mình là nhân loại: các con ơi, hãy lo sám hối gấp, bởi vì cơ trời chuyển. Thượng Đế nói là ta buộc lòng phải thực thi những điều mà ta cần phải làm vì công bình bác ái tồn tại cùng càn khôn của sự sống, của càn khôn, mà định luật công bình bác ái của càn khôn thì không tị hiềm một ai cả. Thế thì tất cả những tài sản quý vị sẽ làm gì? Hay là những tài sản đó là bằng chứng để kết án quý vị khi mà thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt linh hồn quý vị, đem quý vị ra xét xử trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì lưới trời không ai chạy thoát. Ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta dạy rất kỹ càng và rõ ràng từng chi tiết.
đúng như những gì mà Cha Trời Giêsu giảng dạy chúng ta. Và đương nhiên Cha Trời Giêsu thì giảng dạy đầy đủ chi tiết nhất. Giờ đây Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam cần làm gì đối với sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng, anh linh, hồn tử sĩ ban cho sấm lệnh đặc biệt này. Quý vị và chúng ta, tất cả chúng ta, liệu mà giữ hồn. Ông bà mình dạy, liệu rau mà gấp mắm. Tất cả những gì chúng ta làm, ảnh hưởng tốt xấu, đều liên hệ đến càn khôn. Giờ đây, quý vị nhìn kỹ một lần nữa. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây. Hình ảnh này là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới có thể in ra hình đậm hay lợt. Đây là hình màu gốc. Bề dài hàng trăm mai, bề ngang hàng trăm mai. Hình này thật là vĩ đại đã hiện ra trên mây. Tôi đoán như vậy thôi, tôi không có biết chắc là bao nhiêu mai. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy đây là vòng cầu ngũ sắc. Đây là vòng cầu ngũ sắc, vòng trời đó, bao xung quanh mặt trời ở chính giữa đây nè. Thì cái hình này rất là lớn, đây là mặt Cha Trời Giêsu. Rất là lớn. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn, để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Kể đến nữa, đồng bào xem xét hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong, hồn tử sĩ trên khắp các mặt trận đã hiện ra theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Và đây là hình trắng đen. Còn đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Phía bên đây, đồng bào thấy có rất nhiều người có mặt ngày hôm đó khi tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Nói đến đây thì tôi vô cùng phải nói là không phải là vô cùng mà phải nói là rất là xấu hổ đối với đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On County. Bởi vì hầu hết đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On County rất là thờ ơ đối với việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do tôi làm việc bấy lâu nay.
Bởi vì đồng bào Việt Nam ở On County hầu hết đa số vô tình hoặc là cố ý coi thường những phép lạ này, và cũng như coi thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi làm việc bấy lâu nay theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Đây là hai khuôn mặt của hai anh hùng chiến sĩ trận vong khác chiến tuyến, khác mặt trận. Nhưng mà khi những anh hùng chiến sĩ này hy sinh thì những anh hùng chiến sĩ này được đoàn tụ với nhau theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, bởi vì họ đã hy sinh để cho nhân loại có dịp học hỏi thêm những bài học giá trị. Nhờ đó mà nhân loại có thể sống thêm đầy ý nghĩa. Thế nhưng mấy ai trong đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On Cao Tì học hỏi về những sự việc vĩ đại và vô cùng quan trọng này? Đồng bào nhìn kỹ đã. Tôi cầu nguyện rất nhiều người có mặt ngày hôm đó ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, hình bên đây nè, hình 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 đó đó, coi hình đây nè, có rất nhiều người. Hình này tức là cái hình này đấy. Đó, đồng bào coi đi. Tại sao chúng ta hãy dùng không không dùng những phương tiện khoa học của nhân loại để chúng ta giám sát và giám định và khảo sát nghiên cứu về những phép lạ này, coi xem coi có hiện thực hay không, hay là những phép lạ này do Photoshop hay là do những cái bức tranh vẽ hay là cái gì đó của con người tạo ra? Tuy nhiên thực tế những phép lạ này thế giới con người chúng ta sẽ không bao giờ làm được, bởi vì những phép lạ này vô cùng vĩ đại và chỉ có thế giới thiên loại mới có thể làm ra, tác tạo ra được những hình ảnh phép lạ này. Đồng bào nhìn rõ chưa? Một lần nữa, hình trắng đen. Đây là hình trắng đen. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Các bạn thấy rõ chưa? Phía dưới này để cái gì đây? Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại lãnh đạo bởi thế giới tâm linh, tức là thế giới thiên loại đó. Chỉ có thế giới thiên loại mới có thể giải tán thế giới cộng sản, và cũng như chỉ có thế giới thiên loại mới có thể tiêu diệt hoặc là bắt bớ bọn quỷ Sa Tăng. Tiếp theo sau đây, sẵn đây tôi trình bày cho đồng bào một số phép lạ. Một lần nữa nhắc đi nhắc lại hoài mệt quá, nhưng mà bổn phận tôi phải làm khi mà tôi còn có cơ hội, bởi vì tôi không có muốn khi mà tôi trình diện cha trời thượng đế toàn năng rồi lúc đó bị khiển trách bởi vì chưa làm tròn bổn phận của mình. Và đây tiếp theo đồng bào thấy hình ảnh gì đây? Đây là hình ảnh phải nói là tất cả nhân loại mau mắn cần được biết gấp, là bởi vì đây là hình ảnh cảnh báo về việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế.
đồng bào có thấy hình ảnh nước biển dâng tới mây trong hình ảnh này không? Đồng bào có thấy trong đây có hình ảnh mặt quỷ Sa Tăng trong này không? Nhìn kỹ đi, nhìn để học hỏi, để mà mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. À, coi đi, đồng bào coi đi. Tiếp nữa, đồng bào coi hình chúng tôi làm đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Tức là mình phải có hình màu gốc thì mình mới có thể làm hình đậm hay lợt, đúng không? Ở đây hình đậm hơn nè. Đó, đậm hơn đây. Học hỏi được gì không? Và đây là chi tiết để cho đồng bào học hỏi. Trong đây chúng ta thấy gì? Trong đây có đề cái gì đây? Đồng bào đọc đi. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Ở đây tôi nói cho tất cả nhân loại được biết gấp. Chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta kỳ này. Tức là thời kỳ tận diệt, thời dụng biểu, hết hạn của thế giới nhân loại. Bởi vì nhân loại sẽ được tuyển và sẽ được giúp đỡ cũng như sẽ được cứu rỗi bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Để rồi nhân loại kỳ này sẽ được cho sống chung với thế giới thiên loại tuyệt vời, vĩ đại vô cùng. Đồng bào thấy rõ chưa? Đấy, học hỏi được gì? Một lần nữa, để hai hình đây, đồng bào coi. Đó, hình này là giống như là màu gốc rồi, còn đây là màu đậm hơn. Khi sự việc này xảy ra đó, thì những người giàu có, ích kỷ, độc tài, kiêu ngạo, bấy lâu nay những kẻ quyền thế đó, những kẻ ác độc đó, sẽ bị người dân bản xứ ở khắp quả địa cầu, ở khắp mọi nơi sẽ nổi dậy và sẽ xử tội. Những kẻ giàu có, kiêu ngạo, ích kỷ, cũng như những kẻ quyền thế, độc tài, ác độc bấy lâu nay sẽ bị người dân bản xứ địa phương ở khắp mọi nơi sẽ nổi dậy và xử tội những kẻ đó, những kẻ quyền thế, độc tài, ác độc, tham nhũng, bán đất, bán biển, cũng như là những kẻ đầu cơ, tích trữ, gây chiến tranh để bán cổ phần hoặc là mượn đầu heo nấu cháo, tức là gây chia rẽ để làm giàu, vân vân và vân vân. Tức là những cái kẻ mà gian manh thì thôi khổ lắm khi sự việc này xảy ra. Tức là khi động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây như thế này thì thôi khắp quả địa cầu sẽ rúng động và sẽ đối diện với những thay đổi, những đói khát. Thì lúc đó thật sự ra những kẻ giàu có, kiêu ngạo, những kẻ chảnh đó
sẽ đối diện với cuộc sống rất là khó khăn, bởi vì họ sống bừa bãi, sống chảnh, sống như bằng dư dật của cải vật chất lâu lâu nay quen rồi, thành ra khi mà cơn sàng lọc này xảy ra thì họ tự động sẽ đối diện với sự sống khó khăn, bởi vì họ sống bình dị, bình dân, chưa quen. Tại vì sống xa hoa quen rồi, bây giờ khi mà sự việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, cả thế giới rúng động, rồi những cơn đói này kia rồi xảy ra, thì đương nhiên những người mà sống bon chen xa hoa bề ngoài này kia rồi các cái này, khổ lắm, khổ vô cùng. Còn những kẻ mà độc tài ích kỷ kiêu ngạo này kia rồi các cái thì thôi, quyền thế này kia rồi hung dữ ác độc này thôi, kẻ như bị dân địa phương ở ở ở khắp mọi nơi nổi dậy, họ họ đập bằng cây bằng dép, họ quýnh bằng roi mây không cũng đủ là té đái trong quần rồi. Đó là chưa kể có những kẻ mà hung dữ ác độc ác quá đó, sẽ bị người dân xử tử hình ngay tại chỗ luôn. Thế thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản Tàu Cộng, và cũng như vây cánh Nguyễn Tấn Dũng, cũng như những cái bọn mà tham nhũng hối lộ bấy lâu nay đó, các người sẽ làm gì để mà các người có thể bảo toàn được mạng sống của mình đời này, và cũng như bảo toàn được linh hồn của mình đời sau? Là bởi vì sau khi chết rồi đâu phải là hết đâu, linh hồn sẽ trình diện để được xét xử bởi quyền năng của thế giới thiên loại, có tầng, có giới, có khoa, có luật lệ hết á, có luật lệ, người đời đã có luật lệ rồi, huống chi mà thế giới thiên loại. Thế giới thiên loại luật lệ tuyệt vời hơn nữa, thế giới thiên loại luật lệ là tuyệt vời lắm, chứ không có luật lệ mà kêu bằng lung tung sờ bàn như thế giới nhân loại chúng ta. Mẹ đặt luật là đủ thứ luật hết, nhưng mà hầu hết những cái đứa, những cái thằng, những mẹ mà những em, những ẻm mà đặt luật ra thì thôi đa số là phạm tội. Đồng bào đi, những tay mà quyền thế này kia cái của thế giới nhân loại đó, đa số là những tay tội đồ của nhân loại không. Mẹ nó xạo đặt luật lệ, nhưng mà đa số tụi nó đâu có tuân tuân theo luật đâu, nó bè đảng phe phái, nó thẳng là như vậy. Quý vị bây giờ nói cho tôi nghe coi, những cái tay nào mà lãnh đạo kêu bằng trên thế giới mà thật sự kêu bằng xứng đáng bằng thanh sạch đó, thật sự ít lắm. Còn nói về cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì thôi, hay là Đảng Cộng sản Tàu Cộng thì thôi, mẹ đa hay mấy hầu hết là tham nhũng hết, ít hoặc nhiều thôi, độc tài ích kỷ kiêu ngạo. Rồi đồng bào nói tôi nghe coi, coi những tay mà giàu có trên thế giới này, mình nói xin lỗi á, 99.9% họ là những người kêu bằng ích kỷ kiêu ngạo, hống hách, độc tài, kêu bằng ích kỷ lắm. Ích kỷ này là họ mới giàu chứ, đúng không? Trong khi đó thì thế giới nhân loại thì có nhiều kêu bằng trẻ em chết đói khổ sở vô cùng, vân vân và vân vân đó. Rồi đồng bào cho tôi chỉ cho tôi coi coi, ở trên cuộc đời này bây giờ ai có thể lãnh đạo về tâm linh chúng ta, ai? Hay là nhân loại chúng ta chỉ là những người may mắn được học hỏi những gì mà thế giới nhân loại ban bố cho chúng ta? Và mỗi lần mà ban bố những cái sự việc, những cái hồng ân vĩ đại, thì Thượng Đế phải chọn một ai đó để làm việc gián tiếp gửi đến cho cộng đồng thế giới, cho nhân loại. Thí dụ như Chúa Giêsu khi mà đến quả địa cầu này để dạy dỗ nhân loại, thì Ngài nhận lãnh sắm lệnh và cũng như công tác của Thượng Đế toàn năng. Ngài đến quả địa cầu, Ngài dạy dỗ, Ngài ban cho những kho tàng vô giá chỉ nhân loại cách sống ở đời này, và chỉ nhân loại cách sống làm sao để được đi vào thế giới thiên loại sau khi mà nhắm mắt
lìa đời ở thế giới nhân loại. Đó là những bài học quý giá vô cùng, không thể so sánh được, quý giá tuyệt vời luôn. Rồi có những bài học, có những đạo sĩ, ví dụ như Phật Thích Ca hay là những vĩ nhân đạo giáo, là ông bà tổ tiên Việt Nam mình, là thờ ông Thiên, thờ ông Trời. Trước khi có Thiên Chúa giáo hay là có Phật giáo hay là Lão giáo, Khổng giáo, vân vân và vân vân du nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta, thì tổ tiên Việt Nam chúng ta đã có đạo rồi. Đạo gì? Đạo thờ ông Thiên, thờ ông Trời, vĩ đại, lớn lắm. Thành ra phải lập cái bàn thiên ngoài trời đó mới xứng đáng. Ông bà tổ tiên mình là tuyệt vời lắm. Rồi dạy dỗ chúng ta nào là thương người như thể thương thân, nào là lưới trời không ai chạy thoát, nghe các con. Các con ơi, coi chừng trời đánh, nghe các con. Vân vân và vân vân. Nào là thương, là bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tức là hãy thương yêu tất cả nhân loại, bởi vì tất cả chúng ta trên 7 tỷ người bây giờ đều là anh chị em với nhau, là con cái của ông trời, là con cái của ông thiên. Tôi nghĩ là sự việc này những người mà hiền hòa thừa biết. Nhưng mà chúng ta, tất cả nhân loại cần được biết về những sự việc này. Để làm chi? Để chúng ta không bị ngỡ ngàng trước cơ trời đang chuyển. Mà cơ trời chuyển thì không có ai ngừng được hết. Định luật nó là như thế. Thành ra, thưa đồng bào, thương mến, chúng ta đừng có giả mù say mưa, bởi vì những phép lạ rất rõ ràng, hiện thực, hiện ra giữa ban ngày trong lúc người Việt Nam cầu nguyện. Và những sấm lệnh tôi đã thông báo ròng rã nhiều năm nay. Thế thì chúng ta cần phải học hỏi để mà chính mỗi người chúng ta có dịp chu toàn bổn phận của mình. Bởi vì Thượng Đế kêu gọi tất cả mọi người, Thượng Đế kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau làm việc, lập công chuộc tội, cũng như cùng nhau làm việc thông báo và phân phát những sấm lệnh và những kho tàng vô giá này đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu, được có, được biết và được hưởng gấp. Bởi vì kho tàng này vĩ đại đến độ mà phân phát cho nhân loại không bao giờ hết, là bởi vì kho tàng này quá vĩ đại đi. Và ai cũng được quyền thừa hưởng, bởi vì Thượng Đế ban cho. Thượng Đế kêu gọi nhân loại sám hối, Thượng Đế kêu gọi nhân loại mau mắn lập công chuộc tội bằng cách là ăn năn sám hối, cùng lúc phân phát phép lạ hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu, cũng như phân phát nhắc nhở những sấm lệnh mới nhất thời bây giờ của Thượng Đế ban cho nhân loại. Nhờ đó mà nhân loại nhiều người sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của Thượng Đế toàn năng ban cho. Thế thì bây giờ đây tôi sẽ nói riêng thôi với Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thượng Đế kêu gọi làm như thế, và cũng như nói riêng cho Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng như nói riêng cho vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Thì ba cái nhóm này cần phải làm gì khi Thượng Đế mời gọi và ban sấm lệnh bảo tôi nhắc nhở cho quý vị, là mau mắn làm việc với nhau, copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ hồn tử sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam, và copy hình ảnh ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra trên mây rồi phân phát cho đồng bào khắp mọi nơi ở trong nước Việt Nam, để cùng nhau ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện, giải tán bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, cũng như giải tán bọn đầu cơ tích trữ, và nhất là để đuổi bọn Tàu Cộng về nước. Và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu nếu chúng ta làm như thế, ôm hình ảnh cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, và hình ảnh tổ tiên Việt Nam mình, và hình ảnh
Hồn Tử Sĩ Việt Nam hai miền Nam Bắc cũng như Hồn Tử Sĩ trên khắp các mặt trận ở quả địa cầu đã hiện ra đến mấy, xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, giải tán bọn tự do quá trớn, tự do quá trớn cũng giống như cộng sản vậy thôi, và cũng như giải tán bọn đầu cơ tích trữ, bọn con buôn thế giới, bọn tư bản đỏ, tư bản xanh, bọn lo đong đầy những túi tham không đáy. Mẹ nói tới đây của chừng là như là tất cả nhân loại đều mắc tội hết. Thật sự như thế, tội nặng có tội nhẹ thôi. Ai cũng tham lam hết, lo đong đầy những túi tham không đáy. Nào là ham quyền lợi, ham chức phận, ham danh vọng, ham sắc dục, ham quyền thế, ham vật chất, đủ thứ. Ham ăn, ham uống, ham chơi, rồi ham đủ thứ ham. Ham với thích, thích với muốn không? Trong đó những gì cần thì không làm, mà những cái gì cần á, thì liên hệ và tồn tại cùng càng khôn. Còn những cái gì thích với muốn thì thích bây giờ, muốn bây giờ, mai mốt không thích, mai mốt không muốn nữa. Mà những cái thích và muốn thì lúc nào cũng vậy, sẽ đưa đến phiền toái cho chính mình và cho người thân mình, và là cũng như phiền toái cho cả càn khôn vũ trụ. Tại vì thích với muốn mà, thích với muốn là đương nhiên là phải, là phải muốn chiếm đoạt bằng mọi cách. Rồi sinh ra làm khổ mình, làm khổ người khác, làm khổ tất cả những gì xung quanh mình, và làm phiền đến cả càn khôn. Đó là thích với muốn đó. Bởi vậy hãy sống cho những gì mình cần đi nhé. Rồi kế nữa, bây giờ cần nói gì? Tôi chắc đi lại rất nhiều lần. Hội đồng Giám mục Việt Nam mau mắn làm việc với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái nhóm này phải làm việc chung với nhau. Rồi thu xếp cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở Việt Nam á, để đón rước tôi về Việt Nam gấp để làm việc. Chúng ta có nhiều việc để làm đó. Thứ nhất là làm gì? Lấy đất nước, tức là lấy đất, lấy biển Việt Nam lại, mà đồng thời những cái gì mà kêu bằng các người, mà những người, những kẻ mà cho ký hợp đồng mướn đất mướn biển thì 50-70 năm rồi, hay là những cái hãng xưởng, hay là những cái gì mà to đập để mà bán đất bán dân bán biển mấy lâu nay đó, chúng ta được quyền kêu bằng chỉnh đốn lại. Bởi vì những phép lạ này mà tôi trình bày đó, và quyền là quyền năng của Thượng Đế ban cho, sẽ làm cho những cái kẻ mà to rập cướp đất cướp biển Việt Nam mấy lâu nay, họ sẽ nhả ra, bởi vì họ không có muốn linh hồn của họ bị hủy diệt nhiều ngàn năm, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt bỏ mẹ. Mình nói thẳng luôn, quý vị muốn coi hình ảnh mà những linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt hiện ra trên mây để cảnh báo nhân loại không? Tôi cho đồng bào coi luôn, cho Hội đồng Giám mục Việt Nam coi, và cho Đảng Cộng sản Việt Nam coi, và cho vây cánh Nguyễn Tấn Dũng coi, đang chi để cùng nhau học hỏi, để mình chiêm nghiệm, để mà phân phát cho đồng bào bá tánh ở Việt Nam nói riêng, và cũng như để phân phát cho đồng bào bánh nhân loại nói chung. Có hình ảnh này nè, đây là hình ảnh mà nhiều linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Tôi đưa lên cầu cao xíu cho đồng bào coi cho nó dễ hơn. Thấy chưa? Học hỏi được gì không? Đó. Nhiều linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Và sau khi bị lửa nóng nhiều ngàn độ thì mặt mũi nó biến thành như thế này. Mặt mũi nó biến thành giống như mặt quỷ Satan vậy. Xấu quắc à. Nhìn đi, nhìn để mà thức tỉnh, để mà học hỏi. Đó. Thấy mặt quỷ Satan không? Thấy chưa? Đó.
Mặt mũi Satan nó không có được đẹp đẽ như mặt mũi con người chúng ta đâu. Thượng Đế không có ban cho nó ân huệ đó. Thành ra những kẻ nào mà cãi sấm lệnh của Thượng Đế ban cho mà tôi đã trình bày bấy lâu nay, những kẻ mà cố chấp kiêu ngạo, cố ý cãi sấm lệnh này, thì trong tương lai linh hồn của quý vị sau khi chết sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, rồi mặt mày sẽ biến thành mặt quỷ Satan. Còn những người mà vô ý khinh thường sấm lệnh này thì tội nhẹ hơn, bởi vì họ vô ý thì tội nhẹ hơn. Họ sẽ đối diện với sự việc gì? Điểm trước tiên là họ sẽ mất hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Có nghĩa rằng là những người mà thờ ơ, vô trách nhiệm, vô ý, khinh thường những phép lạ này thì sau khi chết linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với nhau, nhốt chung với những người thờ ơ, vô trách nhiệm. Để ôn bài dở, nhiều khi bị nhốt cả ngàn năm trước khi được xét xử, bởi vì thời gian của Thượng Đế thì một ngày của Thượng Đế có thể là 1.000 năm của thời giờ của thế giới nhân loại. Đồng bào tưởng tượng ở chung với những người thờ ơ vô trách nhiệm đối với thế giới thiên loại, ở chung với những người cái bằng thờ ơ vô trách nhiệm thì chuyện gì xảy ra? Chán lắm, tại vì những kẻ quyền thế giàu có, kiêu ngạo, hung dữ, ác độc, rồi độc tài, rồi kiêu ngạo, rồi hung dữ kia, rồi cái mà ở chung với nhau thì chuyện gì xảy ra? Họ sẽ giết lẫn nhau, tại vì hai hai người ác ở nhau họ sẽ giết nhau, họ sẽ tàn sát với nhau. Còn hai người hiền ở nhau thì chẳng có gì để nói, tại vì hiền mà. Còn một người ác với người hiền ở nhau đó thì cái người người hiền sẽ làm gương cho người ác, từ từ họ sẽ hiền luôn. Còn những người ác, những người vô trách nhiệm, những người độc tài, những người hung dữ, những người kiêu ngạo, những người lười biếng, những người lo đong đầy, những túi tham không đáy, những người chảnh, họ ở nhau thì chán lắm, tại vì họ nhìn mặt nhau, họ biết cách sống với nhau, họ biết tẩy của nhau đó, mà phải ở chung với nhau thì thôi chán lắm. Mẹ mà ở chung 1.000 năm với nhau nữa thì thôi linh hồn khổ vô cùng, đúng không? Thì đó, sơ sơ tôi nói vài cái hình phạt thôi để cho đồng bào biết. Đó là chưa kể lơ mơ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt cả ngàn năm thì tôi bỏ mẹ luôn, nóng lắm, dòm dòm thấy không, nóng vô cùng đó. Nó đang hiện ra trên mây để cảnh báo nhân loại. Ngài bảo tôi chụp để mà thông báo cho nhân loại đó. Đó là bị đốt lửa nóng nhiều ngàn độ, đốt hàng ngàn năm rồi mặt mày biến thành mặt quỷ Satan, xấu quắc đây nè, mặt quỷ Satan nè, nó coi đi, coi mà để mà học hỏi. Đó, nhiều khi đồng bào không biết là chuyện này có thiệt hay không. Những hình ảnh này đã hiện ra trên mây mà thiệt giả cái gì? Hiện rõ ràng trên mây. Những hình ảnh này đã hiện ra trên mây. Đó, đồng bào coi đi. Đây là những hình ảnh hiện thực đã hiện ra trên mây. Thấy không? Ở đồng bào có thấy những hình ảnh gì không? Đây là những hình ảnh đã hiện ra trên mây. Thượng Đế đã cho hiện trên mây để mà cảnh báo nhân loại. Đây là mặt quỷ Satan nè. Còn phía bên đây là hình ảnh nhiều linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Đã có đi, mình nói là phải nói cái sách mách, phải có chứng, coi đi, thấy rõ chưa? Đó, mặt quỷ ở đây là nhiều khuôn mặt bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt. Rõ ràng mà, chứ không phải là đùa đâu, đó là chuyện thật đã xảy ra, hiện ra trên mây. Còn phía bên đây là mà thấy gì? Hình anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện đó, rõ ràng khuôn mặt anh hùng chiến sĩ đó, có nhiều người có mặt ngày hôm đó.
Còn phía bên đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu hiện ra trên mây. Phải có người làm, phải có đứng nào làm ra thì những hình ảnh này mới hiện ra chứ. Tất cả những sự việc trên đời này xảy ra đều có lý do và đều có những chứng cớ và những phương pháp, những phương tiện và những sự việc ai đó làm ra thì mới có chứ. Cũng như là một bữa cơm mà chúng ta muốn ăn một bữa cơm ngon thì chúng ta phải có người làm ra bữa cơm. Mà bữa cơm đó thì thôi, nào là phải có gạo, rồi phải có đồ ăn, rồi phải có rau cỏ, rồi phải có nước này kia, rồi phải nấu nướng này kia đổ thì nó phải có người làm. Ông bà mà nói có ăn mới phải lăn vô bếp thì mới có ăn, tức là mình tức là phải có những sự việc xảy ra thì mới có những hình ảnh này. Thế thì bây giờ những người cộng sản và những người giàu có và những người quyền thế mà chối bỏ sấm lệnh của Thượng Đế thì quý vị sẽ đối diện với sự khiển trách, và thậm chí có những trường hợp là quý vị sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên rồi, ngay cả phải nói là cái định luật nó như vậy rồi. Cũng giống như tôi là Thượng Đế mà ban sấm lệnh bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại nói chung và đặc biệt cho đồng bào Việt Nam chúng ta nói riêng về những sấm lệnh và những phép lạ này, mà tôi cãi lời Ngài, tôi không có làm việc như lời Ngài ra lệnh thì chuyện gì xảy ra? Thì tôi sẽ bị xử tội chứ không phải là chuyện đùa. Và đây là một hình ảnh nữa cho đồng bào coi để mà học hỏi. Hình ảnh gì đây? Rất rõ ràng nha. Đương nhiên tôi làm hình màu đậm hơn để xem chi tiết. Trong đây có hình ảnh quỷ Sa-tăn sa xuống qua địa cầu hằng hà sa số, và chúng đi khắp mọi nơi để cám dỗ và để bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng. Đó, rõ ràng lắm, chi tiết rõ ràng nha. Đồng bào vào trang website facegodjesus.com để xem xét thêm. Đó. Đây tôi làm hình màu đậm hơn để xem xét cho đồng bào bá tánh xem xét rõ ràng hơn. Quỷ Sa-tăn á, quỷ mãng xà nó đứng ngay sau lưng tôi đó. Có nghĩa rằng là nó đứng sau lưng đồng bào nhân loại và đồng thời nó đứng xung quanh đồng bào nhân loại và nó tìm bằng đủ mọi cách để nó bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng. Thành ra những ai mà không có quyền năng của cha trời Giê-xu che chở và bảo vệ thì chắc chắn những kẻ đó không nhiều thì ít. Thời gian, thời giờ, đời sống của mình đã bị bọn quỷ Sa-tăn nó chi phối và nó bắt tùng phục chúng, tức là làm nô lệ cho chúng. Trong đó nào là nô lệ như mà vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, nào là nô lệ quyền thế, tức là ham quyền thế là kể như nô lệ của quỷ Sa-tăn rồi, ham tiền bạc là kể như nô lệ của tiền bạc rồi, ham sắc dục là kể như nô lệ của quỷ Sa-tăn rồi, tức là cái gì mà quá độ, tức là kể như là bị quỷ Sa-tăn nó bắt làm nô lệ rồi mà không biết. Thành ra cái bọn mà độc tài cộng sản á, hay là cái bọn mà tự do quá trớn là bọn tư bản á, nôn na đó, tự do mà tự do quá trớn là kể như thành siêu cộng sản luôn. Còn cái bọn mà cộng sản mà kêu bằng Cao Mác rồi vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, rồi vô sản này cái là kể như là thành phần bố láo, bố liếu, xạo, dốc. Trong cái đó thì các người biết mà, các người tham nhũng hối lộ, rồi bán đất, bán dân, bán biển, rồi đâu có khác gì bọn tư, tức là cái tư bản đỏ, cái tư bản xanh. Nó chỉ khác cái nhãn hiệu thôi, mà bên trong thì rỗng tết à. Bên trong thì chỉ còn toàn là cái gì? Tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo. Bên trong đó, bên trong là cái gì? Quý vị giải thích tôi nghe coi, bên trong là cái gì? Quý vị giải thích tôi nghe coi. Tư bản xanh, tư bản đỏ. Tư bản xanh, tư bản đỏ. À, cái nhãn hiệu là tư bản xanh và tư bản đỏ. À, bây giờ quý vị giải thích tôi nghe coi. Nhãn hiệu tư bản xanh, tư bản đỏ.
mình nói là phải 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 có chứng cứ đàng hoàng nha. Bây giờ quý vị giải thích cho tôi nghe coi, từ bản xanh từ bản đỏ là gì? Quý vị giải thích tôi nghe. Quý vị giải thích tôi nghe coi, từ bản xanh từ bản đỏ là gì? Bây giờ mình phải đi vào chi tiết chút xíu. Bây giờ mình cần phải đi vào chi tiết chút xíu. Quý vị giải thích cho tôi nghe coi, từ bản xanh từ bản đỏ là gì? Hay là hai cái thằng này bên trong nó giống nhau, tức là cái nhãn hiệu thì khác, nhưng mà bên trong thì độc tài, tham nhũng, kiêu ngạo, ích kỷ, bè phái, quyền thế, đúng không? Tham nhũng, đầu cơ, tích trữ, gây chia rẽ để làm giàu, hoặc là gây chiến tranh để làm giàu, hoặc là dụ dỗ buôn bán cổ phần để làm giàu, hoặc là băng đảng, bè phái, rồi đàn áp những người cô thế. Kính thưa quý vị, những cái việc làm của quý vị, tức là từ bản xanh từ bản đỏ, tôi nói là của bọn cộng sản và của bọn tự do quá trớn, thì bên trong nó là giống nhau hết, tội ác của các người giống nhau hết. Ở đây tôi không nói đến tự do công bình bác ái nha. Tự do công bình bác ái là tốt, tức là mình được quyền tự do làm những việc công bình bác ái. Còn tự do mà muốn làm gì làm là không được. Tự do muốn làm gì làm thì là cộng sản mẹ đó rồi. Tại vì nó nhân danh là quản lý tất cả mà. Tức là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô sản. Nhưng mà mẹ nó, cái bọn khốn kiếp này á, nó được quyền quản lý đời sống người khác, quản lý tất cả. Có phải nó bố láo bố léo không? Quý vị hiểu chữ chủ tịch không? Chairman chủ tịch á, mẹ chủ tịch cộng sản, hay là chủ tịch nghiệp đoàn, hay chủ tịch thì ở đâu, cả thế giới này đâu có chủ tịch hết. Chủ tịch một cái cơ sở thương mại, chủ tịch một công ty đó, là cái như bắt đầu độc tài đã chủ tịch mà đó. Rồi cái thằng cộng sản thì nó là chủ tịch luôn cả nước, cả dân luôn, nó là chủ tịch mà. Tức là nguyên một đất nước người ta, đời sống người ta, mà nó đòi làm chủ luôn, tại nó là chủ tịch cả một nước mà đó. Rồi bí thư rồi cái gì, rồi cái thằng chủ tịch, ví dụ như là Nguyễn Phú Trọng, là Hồ Chí Minh, rồi cái gì đó, chủ tịch gì, chủ tịch hả, tổng tổng bí thư, chủ tịch á. Đó đẻ ra là nào là chủ tịch quận, chủ tịch tỉnh, chủ tịch gì gì đó, chủ tịch nước. Đó là chức chức phận của bọn quỷ sa tăng hả, nó ban cho để mà nó điều khiển, để mà phạm tội, để mà làm nô lệ cho chúng. Thì mẹ nó thì hầu hết những thằng chủ tịch là những thằng độc tài đấy, cái chức vị nó là như vậy mà. Mà nhất là chủ tịch cộng sản nó thì thôi, thì mẹ nó kinh hoàng nữa. Bởi vì linh hồn của nó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Rồi mặt mày nó biến thành quỷ sa tăng xấu quắc ra đây nè, rõ ràng đây nè. Đó. Tụi bay đứa nào muốn làm chủ tịch thì làm đi. Đó, đây nè. Đó. Lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Đó, rồi từ từ là mặt mày biến thành mặt quỷ sa tăng luôn. Đó, coi đi. Đã biến thành mặt quỷ sa tăng nè, cho coi quỷ sa tăng nè. Đó. My dear brother and sister, on August 29, 2009, the face of the holy God Jesus Christ appeared in the sky of Orange County, California, 92683. This is the original color. And this is, I make the color darker
so you may see more detail. So this is the original color, and this is the color I make it darker. Take a look. The face of the Holy God is Jesus Christ. Appear in the sky, August 29, 2009, in the USA. And also August 29, 2009, Angel Lucifer cast out from heaven, and now they came to earth, many of them, and they become Satan. You see the body of the snake right here, zigzag, 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 cast out from heaven, Angel Lucifer, troublemaker. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the skull, the eye right here, the body of Satan right here, the body of the snake right here, right behind me when I'm holding the Holy Cross pray. That means they always behind you and around you too, because they do have power. And now when I turn this way, you see the face of Jesus over here. That face is this face right here. Now, my dear brother and sister, this is the original color. Now I go to turn this way. I make it darker so you may see more detail. You see, Lucifer cast out from heaven. Right here. Jig-jag, jig-jag, the body of the snake. When they came to earth, they become Satan. You see the head right here, the eye, the skull right here, and the open mouth of the snake right here. And skull of Satan right here. Right here. Skull of Satan right here. I need to share with you clearly. This is the body of the snake. Jig-jag, jig-jag. Angel Lucifer, troublemaker. The Almighty God kicked them out from heaven and they came to earth. They become Satan. This is the body of Satan and this is the body of the snake. And this is the head of the Satan. See the eye, the skull right here. And this is the mouth, open mouth of the snake right here also. See open mouth. And this is the body of Satan. And this is the snake. So that means they all way around you. Be careful, because I'm human. So I'm right here, they right behind me. That means they right behind you and around you too. And now I turn this way, again, you see the face of Jesus right there. You see the face of Jesus right here? See the eye, the nose, and the mouth, and the beard. Right? Now I turn to the original color. You can see it very clear also. See that? Learn something. You see that? Okay, now, my dear brother and sister, again, face Jesus right here. Right? That means this face right here. You got that? I think you do. Now, 365 days later, after the face of Jesus appeared in the sky in Owen County, in the sky of Owen County, this appeared in the sky. This is the Lion of Judah, John 5:5, Revelation John 5:5, the Lion of Judah. My dear brother and sister, this is the Lion of Judah, the Father Lion. Protect the baby lion. The father lion protect two baby lion. Appear in the sky. Performed by oxygen, pure oxygen. This is the original color.
And now I show you the color darker. We must have the original color before we can make it darker, right? So now I show you the darker color, okay? So I show you more detail. Now, my dear brother and sister, this is the color darker. So I show you what is it look like, okay? First, I show you the face of the father lion. This is the face of the father lion. You see, this is the nose and the mouth. And this is the eye right here. You see the eye right here? It's one eye right here. And this is the nose and the mouth. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. Lay down, you know, comfortable, and look at you and me. Look straight to the camera. This is the nose and the mouth. This is the eye. This is the head of the father lion. And this is the body of the father lion. And this is the leg of the father lion. You got that? And now I'm going to show you two baby lions on top of the father lion. The baby lion is you and me. The father lion is Jesus Christ, the Holy God. In the Bible, talk about this. John 5:5, Revelation. Look over here. You see the tongue of the baby lion. This is the open mouth of the baby lion. And this is the head of the baby lion. And this is the tail of the baby lion. The butt over here, the tail over here. The leg of the baby lion over here. And one more baby lion. You see, over here, the tail and the leg and the head over here. And this is the sun. This is the father lion and two baby lions flying across the sun. We capture August 29, 2010, exactly 1 year after the face of Jesus appeared in the sky. I will pray about 3 days, prepare for the day, August 29, 2010, because exactly 1 year before that, the face of Jesus appeared in the sky, so we wish to see something from God appear in the sky so we can report to you, because my dear brother and sister, I am the last prophet of God sent to earth before Jesus Christ, the Holy God, come back to earth to rescue you and me. Remember that. And you all need to translate to all different languages to our brother and sister around the world to know about this report today, because this is the most important message from the Almighty God give to all humankind. Because the Holy God, Jesus Christ, coming back to rescue you and me, and we all need to be sincerely answer and respond to the Almighty God Jesus Christ call. How? We need to learn and take action from Jesus Christ teaching. So it's all in the Bible of the Holy God Jesus Christ. Remember that. Again, this is the original color. And now I make the color darker. Also, August 29, 2010, this appeared in the sky of Orange County also. This is the attack lion. Revelation John 5:5 talking about this. This is will attack Satan, and of course locked up Satan and demon and devil, and of course of those who keep doing the wrong thing, bad thing, will be face this lion.
And now, this is the original color. I'm going to show you the color I make darker so you may see more detail. This is the color darker. As you see right here, it's open mouth and teeth and everything always ready to attack. Look at that. The lion with seven eyes, seven head. John 5:5 Revelation. This one I make the color different so you may see more detail. And this one is the original color right here. See the open mouth. See the head and the eye too and everything. And also you see the angel over here too. Over here, angel over here. Like a dove right here. The Holy Spirit. The Holy Ghost right here. And this is open mouth, teeth and everything ready to attack. I make it darker so you may see more detail. All of these important, wonderful images should, you know, you should put in your home and your office worker or your church or your temple or your government worker, whatsoever. You know, to remind that we been blessed and taken care by the Holy God, the Almighty God. No one can run away from God. Remember that. And this one is many soul burning at many thousand degree hot. Appear in the sky. God tell me to capture this picture to let you know. It's all the miracle image I've been report to you. This is by God order. Tell me to capture this picture and to report to you so you can decide either you be with Jesus or Satan will get you or you will be burned like this. And this is Satan appear in the sky. You see that? See the face of Satan? And also this is tsunami warning. The water wave high mile up to the sky when earthquake and heat from the sun attack the earth. An earthquake tsunami happen and water wave high mile up to the sky. By that time, billion life will be wiped out. And only the Holy God Jesus Christ can save you and save your family and save your country. Remember that. This is no joke. Satan appear in the sky and shooting me with warning. This is the original color. Okay, this is, I make the color darker so you may see more detail. See the eye, the nose, and the open mouth sucking the lonely soul. And this is the original color so you may see more detail. Color darker, this is the original color. You see the face of Satan? Tsunami will happen in the future. The water way high, mile up to the sky. Billion
people will wipe out. And also in this picture here, talk about Asia, Southeast Asia, China, North Korea, Japan, this area will be war if Asia not repent as soon as possible. War will happen soon. Remember that. And this is the phase of spirit of soldier. You see it? I'll show you exactly what it is. You see many helmet up here. And this is the eye. And this is the nose broken, the lip, the mouth broken, skin all burned by bomb and gun and TNT and, you know. They dead, they die already, but their spirits, you know, never die. Right now, they with the Almighty God, and the Almighty God allowed them to appear in the sky to warning all of us. You see that? Many face. Thank you.
Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng đó, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, đuôi kìa. Wow. Thưa đồng bào, tôi chính đây, người lãnh đạo của quân Việt Nam, theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo của quân Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp